Xin chào các bạn, mình tên là Minh Khuê. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe đoạn cuối của câu chuyện Những Ông Khổng Lồ mà cô chim sẻ Ririt đã kể cho chúng mình nghe vào Chủ nhật tuần trước đó. Các bạn có nhớ không? Nào, chúng mình cùng bắt đầu thôi. Vào một ngày nọ, vị thần lùng pháp sư liền nói với anh Thảo và Râu Đỏ: tôi có một ý tưởng rất là hay. Bây giờ hai người hãy thử đọc câu hồn chú sau đây. Câu hồn chú này sẽ có thể biến các người thành nhỏ hoặc to. Và sau đó vị thần lùng pháp sư liền nói: rap 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 rap, hãy lặp lại đi. Anh Thảo và Râu Đỏ lặp lại câu hồn chú đó và không ngờ rằng là họ đã biến thành những người khổng lồ. Anh Thảo thì biến thành một người khổng lồ rất là to luôn. Còn Râu Đỏ thì các bạn biết rồi đó, biến thành một vị thần lùng nho nhỏ giống như mọi người còn lại. Râu Đỏ liền nói: ôi ơi, sao tôi lại biến thành nho nhỏ như thế này? Tôi không muốn như thế này đâu. Các cư dân trong rừng liền nói: thôi nào, đừng có giận. Nếu như đã biến nhỏ như thế này rồi thì cũng thử xem sao. Và lúc đó không ngờ là Râu Đen đã tới. Râu Đen nói: ôi anh bạn Râu Đỏ của tôi, tại sao anh lại biến thành một chú thần lùng nho nhỏ như thế này? Vị thần lùng pháp sư nói: vì anh ấy đã đọc câu hồn chú ra 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 nên anh mới biến thành nho nhỏ như thế. Tôi chẳng bao giờ tin vào mấy cái chuyện pháp thuật. Râu Đen nói: được rồi, tôi sẽ thử xem. Và không ngờ rằng là ông đã biến thành nhỏ giống như là Râu Đỏ vậy đó. Hai người liền nói: làm ơn mau để chúng tôi trở nên to lớn như bình thường. Nhưng các cư dân trong rừng liền nói: không không, hãy thử xem, coi là nhỏ hay lớn, cái nào thuận tiện hơn. Và thế đấy là những cư dân trong rừng đã cho các người khổng lồ đi thăm ruộng của họ. Và một lúc sau là hai người khổng lồ cảm thấy khát nước quá, liền nói: các người có nước không? Cho tôi xin một miếng với. Một miếng thôi cũng được. Và các cư dân trong rừng liền nói: chúng tôi không còn nước lọc bình thường nữa, nhưng chúng tôi có thứ này. Đây chính là rượu đỏ, nhưng hãy ghi nhớ, chỉ được uống một ít thôi đấy. Nhưng không ngờ rằng là sau khi hai người khổng lồ bây giờ đã biến thành nhỏ xíu, uống thứ rượu đó cảm thấy ngon quá, liền trốn đi và uống thật là nhiều đến hết luôn. Rồi họ lại bắt đầu đi phá làng phá xóm, phá luôn nguyên khu rừng. Các người lùng và các cư dân trong rừng liền nói: tội lớn như thế này phải phạt mới được. Ta hãy đét đích nó, hãy đét đích hai người khổng lồ xem sao. Nhưng các cư dân trong rừng liền nói: không không, đét đích bằng ta như thế thì đau lắm. À, chúng ta có ý rồi, hay là mình hãy thử làm một cái máy đét đích thử xem. Và vào ngày hôm đó, anh Thảo liền nói: phiên hòa xét xử, hôm nay hai người khổng lồ đã làm chuyện bậy bạ, cho nên chúng ta phải xử cho hai người đó một trận bằng cách là đét đít hai người đó 20 cái mỗi người. Hai người khổng lồ liền nói: ôi ơi, đau lắm, tôi không muốn đau. Phải chạy thật nhanh vào thì mới đau được. Ôi đừng chạy nhanh, đau lắm. Vị thần lùng pháp sư nói: hay là đổ nước lên người các người khổng lồ đi để cho đỡ đau hơn. Và sau khi đã bị đét đít 20 cái, hai người khổng lồ nói: xin tha lỗi, hai bọn tôi nhớ rồi, từ giờ hai bọn tôi sẽ không đi phá làng phá xóm vậy nữa đâu. Tôi có những món quà này muốn cho các người. Và đó là những thứ hạt giống để có thể trồng ra những cái cây thật là to lớn. Và hai người đó đã biến thành một người khổng lồ như bình thường và trở về.
Nhưng trước khi trở về, râu đen liền nói: "Có thể trả cho tôi đôi giày được không?" Các vị cư dân trong rừng nói: "Được, anh có thể lấy đôi giày của anh về. Nhưng hãy nhớ đừng phá làng phát sớm nữa nhé." Và thế là họ đã thử trồng những hạt giống đó. Mấy ngày đầu họ không tin vì những hạt giống đó chẳng nảy mầm. Và bị thần lùn nói: "Ôi, bọn họ lừa ta rồi. Biết vậy ta giữ họ ở đây luôn." Nhưng vài ngày sau khi ông Mật đi ra thì ông Mật liền nói: "Ôi mọi người xem này, các hạt giống đã biến thành những cây to khổng lồ rồi này." Và thế là họ có dự định là sẽ cắt những miếng trái cây đó ra và chia cho nguyên khu rừng. Vài người thần lùn nói: "Nhiêu đây thức ăn có thể đủ cho chúng ta sống cả một năm cơ đấy." Và thế là họ phải làm những cái máy thật là to để có thể cắt được những trái cây đó. Và họ đã mất cả hơn 2-3 tiếng đồng hồ để làm việc đó. Và ngày sau, chương trình ở trong rừng có một chương trình rất đặc biệt mang tên là rút thăm trúng thưởng. Cỏ bốn lá nói: "Nếu như ai rút thăm trúng thưởng mà được phần quà đặc biệt thì người đó sẽ được đi du lịch." Các cư dân trong rừng xôn xao lên, bàn bạc và nói: "Có nên thử không ta?" Và họ đã thử. Không ngờ là họ đã được vé. Và họ liền hỏi: "Chúng ta có thể di chuyển bằng phương tiện gì nhỉ?" Một vài người nói: "Có thể là máy bay, hoặc là xe cộ, hoặc là tàu thuyền gì đó chăng?" Chẳng biết nữa. Tới ngày đó, khi tất cả mọi người tới, không thấy cậu bóng đá đâu, tưởng là mình bị lừa, hóa ra là cậu bóng đá lại đi tết rễ. Cậu bóng đá nói: "Xin lỗi mọi người, nhưng người mà sẽ đưa chúng ta đi đó chính là người này đây. Đó chính là râu đỏ đấy mọi người." Và râu đỏ nói: "Tất cả mọi người hãy ngồi lên hành lang này đây, tôi sẽ khiêng mọi người đi cho." Và tất cả mọi người đều lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ, trừ một người. Đó chính là vị thần lùn bác sĩ. Anh Thảo liền nói: "Tại sao bác lại buồn?" Bác nói: "Tại vì tôi không có vé, tôi chẳng thể nào đi được. Hu hu hu." Anh Thảo nói: "Hay là bây giờ mình thử mình lên máy bay mà chẳng còn vé xem." Bác nói: "Có được không đấy? Hay là bị người ta bắt rồi chết luôn?" "Không sao đâu, nghe lời cháu đi." Và thế là vị bác sĩ đã lén lên xe mà không còn vé. Và một khoảng thời gian sau thì họ đã tới được nơi mà họ còn muốn. Tất cả các cư dân trong rừng đều nói một lời, duy nhất một lời thôi, đó chính là: "Wow, tuyệt đẹp." Ở đó họ có thể thấy tất cả các cây hoa cực kỳ xinh đẹp. Một vài cây hoa khi động vào còn phát ra tiếng reng reng reng, giống như là tiếng chuông nữa cơ. Nhưng vị bác sĩ liền nói: "Có chuyện rồi, chúng ta nên lấy đất và nhét vào lỗ tai, đừng để cho cơ thể của chúng ta có thể nghe được thứ chuông đó." Anh Thảo thấy hơi nghi ngờ, nhưng lại nghe lời theo vị bác sĩ. Và không ngờ thứ chuông nó dính độc, cho nên là tất cả các cư dân trong rừng đều phải nhảy nhót mà chẳng biết gì cả, có khi là phải tới chết luôn đó. Cho nên là hai người đó là anh Thảo và vị thần lùn bác sĩ đã đi vào sâu trong khu rừng đó và tìm được một người có thể giải đáp cho tất cả mọi người ở đây. Và không ngờ họ đã gặp được một tòa lâu đài lớn, thật là lớn. Họ gặp những nàng tiên nữ ở đó. Những nàng tiên nữ nói: "Có kẻ đột nhập." Nhưng hai người liền bảo: "Không không 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 không, chúng tôi không có đột nhập gì hết cả.
Chúng tôi chỉ đang muốn xin cho mọi người hãy tha cho các cư dân trong rừng của tôi. Họ có thể nhảy nhót tới chết luôn bác. Vậy cho nên là vị tiên sau khi nghe xong lại bảo, có vẻ như là hai người nói thật đấy. Thôi được, ta sẽ tha cho. Nhưng đầu tiên ta phải ngừng tiếng động này của những cây hoa mới được. Và sau đó là cả khu rừng được cứu mạng, bởi vì không còn ai phải nhảy nhót tới chết nữa cả. Và tất cả mọi người đều lên hành lang đợi rau đỏ mang về nhà, mang về khu rừng mà họ đang sống. Và đó đấy, đó chính là câu chuyện những ông khổng lồ. Cái kết thật là thú vị đúng không nào? Xém xíu nữa là bị chết rồi, tại vì phải nhảy nhót cơ mà. Các bạn thấy sao? Còn nếu như các bạn có thể kể được cho mình câu chuyện này thì các bạn hãy thử kể cho mình xem nhé. Có hay không nào? Và các bạn nghĩ gì về câu chuyện này? Mình nghĩ là câu chuyện này là một câu chuyện rất là hài hước, nhưng mà cũng có một vài phần rất là bí ẩn đó nha. Còn bây giờ đến lúc chào tạm biệt rồi. Chào tạm biệt.